cao người gầy mà nhìn cũng ngố nữa, cũng phải chảnh có giá mà chú. Đúng rồi, công việc nội trợ trong nhà là em hết. Thôi ly dị đi, đừng có nói nhiều nữa. Cá cắn câu biết đâu mà gỡ, chim vào lòng biết thở nào ra. Chị Vân có thấy rằng là cứ mỗi tối chủ nhật thì hầu như khán giả bây giờ có một thói quen là mặc dù buồn ngủ cỡ nào cũng phải ráng đi đón xem chương trình Vợ Chồng Son, đúng không? Đúng rồi. Ngoài nghe và xem các cặp vợ chồng kể về những câu chuyện của họ, còn được ngắm nhìn hai MC duyên dáng và dễ thương, đó là Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Đồng ý không ạ? Trời ơi, tự tin dễ sợ luôn. Và bây giờ xin mời quý vị dành một tràng pháo tay thật to để cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Trời ơi, tự nhiên bữa nay chị tính mặc áo dài đó, nhưng mà sao linh tính sao á, linh tính sao không mặc cái chị mặc là thế, chị bị lép so với cô dâu. Lép rồi. Cái dáng của mặc áo dài này rất là đẹp. Xin mời cô dâu và chú rể hãy giới thiệu về mình. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Phượng. Dạ em tên của anh, năm nay em 31 tuổi, em hiện là giáo viên dạy môn giáo dục quốc phòng. Quanh đây là quy quanh à, quanh ta, quanh ta, quanh đây. Còn em? Dạ em tên là Phương Thảo. Em đang làm trong lĩnh vực ngành ngân hàng, năm nay em 31 tuổi. Thảo với quanh gặp nhau trong một giảng đường hay là gặp nhau ở nơi nào? Dạ. Ngân hàng. Dạ không, thầy giáo đi rút tiền. Đúng không? Dạ không, cách đây là khoảng 9 năm em học thêm buổi tối ở đại học sư phạm. Nên là gặp anh. Lúc đó thì em đi làm thêm giữ xe ở đó, thì gặp cái cô này để cái tóc dài mà phía sau là kẹp cái kẹp thì cái to vậy. Cao rồi gầy mà nhìn cũng ngố nữa, thấy dễ thương cho nên là mới viết một cái lá thư xong rồi kẹp vô cái baga xe gỗ á. Em nhận được cái lá thư, mở ra em đọc, ghi là chào cô bé. Có duyên thì muốn được làm quen. Rồi ghi để lại họ tên rồi quê quán rồi số điện thoại. Ấn tượng là cái nét chữ nó rất là mềm mại mà nó rất là đẹp. Đẹp hơn cả chữ con gái là em nữa. Mà nó nghe nè, đó có khi nào gửi xe mà ổng không lấy tiền không? Dạ không. Thậm chí cái hôm mà em nhận được thư á, biết gửi thư cho tao hôm đó, anh ta đọc xong rồi đi ra rồi vẫn xác vẫn lấy bình thường. Em cũng đâu có hay biết gì đâu. Trời đất ơi, sao kỳ cục vậy? Không trả tiền vào đó giữ xe, bây giờ giữ xe giữ luôn người luôn rồi. Giữ luôn người. Bao lâu thì mới chính thức là giữ luôn người? Một năm thì tới ngày 8 tháng 3 là em tới một quán nhẹ nhẹ mà cô này thích rồi, năn nỉ quản lý ở đó cho em là để cái đàn cày lên bàn rồi tạo cái hình trái tim. Rồi đặt hoa đặt quà lên đó. Rồi lấy cái dây kim tuyến là em cứ ghi cái dòng chữ là anh mãi yêu em. Đó rồi cái là trời ơi. Nói chung là tặng dây để mà trói buộc. Đúng không? Nên những cái dây đó thay cho những sợi dây xích. Rồi có lần nào mà cãi vã nhau mà suýt chia tay không? Dạ có, hẹn với em mà đến trễ. Lúc đó thì em đi công tác ở Đà Lạt, thì có hẹn là chiều hôm đó là em sẽ về gặp Thảo. Trên quá trình về thì sếp đã dẫn đi nhậu, cho nên là về trễ tiếng. Thì đến cái chỗ hẹn thì Thảo vẫn đứng ở đó chờ em. Em mới xin lỗi cô không nói gì hết, cô chạy xe đi. Em cứ chạy xe theo là ngừng lại, cãi nhau một chập, chạy xe tiếp tục cái ngừng lại cãi nhau. Thì lúc đó là trời mưa, giận quá em nói thôi bây giờ chia tay. Em thấy bực mình lắm, em đâu có phải là thua kém gì đâu mà phải chờ đợi, phải như vậy chứ. Cũng phải chảnh có giá ta chứ. Đúng chứ. Rồi, xong rồi gái mà năn nỉ một chút thôi vậy cũng quay qua nổi giận. Trời, từ người có lỗi thành ra giống như là mình như ta đây dưới là lật ngược thành kèo trên luôn. Dạ đúng rồi, rồi còn la lại nữa, nên là còn quăng đồ nữa chứ. Mà em ghét lắm, tại hồi đó giờ em thấy là người hiền lành tự nhiên hôm đó lại nổi giận lên như vậy, lộ bản chất cái đồ ra. Xong rồi cái em mới thôi, vậy thì thôi chia tay thì chia tay em đi. Lúc đó thì em cũng có mua quà cho vợ ở trên Đà Lạt về là một cái móc khóa hình cái đôi hài. Em mới bực quá em quăng xuống dưới đường luôn. Lúc đó trời đang mưa nữa, thì cái là hai đường chạy về, mà em đi giữa chừng em cảm thấy tiếc món quà đó quá, em vòng lại em tìm, trời ơi mưa nó trôi đi mất tiêu. Sau đó là năn nỉ nhưng mà em cũng đưa ra thử thách là em nói tìm lại cái y chang vậy đi, rồi có duyên thì ấy chứ. Trời, không thì thôi vậy hả? Dạ. Tìm lại cái móc quá chứ đâu phải là em để yên vậy mà quay lại vậy. Ủa, đâu cuối cùng có tìm được không? Dạ em nhờ các bạn ở trên Đà Lạt bây giờ đi ra chợ mua cho mình tất cả kiểu loại móc khóa mà chuyển gì đây cho mình. Rồi lúc đó mình mua xong rồi chuyển xuống thì em mới lựa ra cái giống như hệt cái cũ mang về tặng cho vợ. Thôi, vậy là có duyên rồi đúng không? Có duyên là vợ chồng rồi đó. Em ra một cái điều kiện rất là khắt khe mà anh làm được. Mà chị hỏi nè, anh chồng của em làm người quá lãng mạn, vậy là sau này khi mà lấy nhau rồi đó
Dạ không hề chị. Không hề. Dạ nó khác nhau dữ dội. Bể mẫu có đúng không anh? Dạ, có đúng dạ. không? Dạ đúng. Em cũng không hiểu sao luôn á chị. Ngày yêu hả? Ngày nào cũng nhớ, thậm chí những ngày mà lễ về quốc tế trên thế giới gì đó, nói chung có quà, những món quà nhỏ nhỏ mang tinh thần thôi nhưng mà cũng thể hiện sự quan tâm. Còn khi cưới rồi hả? Ngay năm đầu tiên á là quên sinh nhật của em, chị thấy sốc không? Em hay quên á. Sao hồi đó không quên? Nếu hồi đó quên thì nhiều khi là tập trung vào công việc cho nên là mệt mỏi quá em quên đi mất. Tức là thay đổi tính cách, thay đổi đúng không? Hay quên nè. Dạ hay quên. Với lại em phát hiện một cái lớn đó là cực kỳ mê thể thao, không đá banh thì chơi bóng chuyền. Ừ. Đi làm về người ta rủ thì đi, người ta không rủ thì cũng tự xách giày ra sân tìm đội mà chơi. Ở cái thời điểm này á, chị nói thiệt luôn nha, em mà có một ông chồng mê thể thao á là em may mắn lắm á. Chị nói thiệt luôn á, thời buổi này á những ông chồng làm biếng đi tập thể dục thể thao lắm. Mà em thấy cái gì nó cũng vừa thôi chứ chị nghĩ coi, nhà có hai vợ chồng mà anh đi chơi thể thao vậy thì tự nhiên về cái tối đó mình ở nhà mình. Bây giờ hỏi em nha, em mê thể thao hơn hay mê vợ hơn? Dạ vợ đương nhiên là phải mê hơn rồi, nhưng mà thể thao là chủ yếu là cho mình có sức khỏe. Để sức mình... khỏe để làm cái gì? Để về lo cho vợ. Lo cho vợ mà lo gì? Vợ sống ở đời với vợ. Bây giờ em nói đi là vợ em không cấm em nữa. Đó em thấy không, như chồng em á đã tâm sự với em vậy á, mê thể thao ngàn tiếng thôi gì? Dạ tiếng rưỡi. Ngàn tiếng rưỡi. Nói chứ mê thể thao gì vẫn mê vợ hơn, mà tập thể dục thể thao là chủ đích là để lo cho vợ thôi. Lo cho vợ đủ thứ chứ á. Ừ đúng không, đúng không đó. Thuận. Còn nếu mà anh chơi game á hoặc là chơi những cái gì mà không có lợi cho sức khỏe, không có lợi cho gia đình á, còn anh chơi thể thao á em đừng cấm. Em đứng chính đây lại không có cấm, em chỉ muốn là bớt chút lại thôi. Thôi bây giờ vậy nè, chị nói nghe. Dạ. Em vẫn chơi thể thao nhưng mà em phải chứng tỏ cái độ quan tâm của em cho vợ em thấy rằng á, anh chơi thể thao vậy mà vợ vẫn là nhất. Thế còn Quanh nãy giờ chạy xấu chồng quá à, nãy biết giờ vợ làm sao đây. Dạ vợ em thì trước thì cũng thấy hiền lắm, sau này hay lằng nhằng nóng tính, cứ nói em đi chơi này kia rồi tùm lum hết, giảng từ A đến Z. Em mới nói nè, cá cắn câu biết đâu mà gỡ, chim vào lòng biết thở nào ra. Vợ em trợn mắt lên, ai cắn câu? Em mới nói với vợ là anh cắn câu. Cái vợ em mới nói là biết vậy là tốt. Còn coi như là em cũng là chim vào lòng luôn đó. Dạ. À, không phải vợ em đúng không? Dạ, em thương vợ em, cái gì em cũng làm hết, công việc nội trợ trong nhà là em hết. Trời đất ơi. Dạ. Vừa lo việc dạ, ngoài vừa gì? Đảm việc nhà. Dạ. Rồi thế... chồng nấu vợ rửa hay là chồng rửa luôn? Dạ bao trận rồi. Có lần mà em nấu thì vợ em chê. Tại vì cũng có cái tật cứ nấu xong rồi hỏi sao ăn rồi sao, thích không, thấy làm sao, sao ăn rồi không nói gì hết trơn vậy, thì đến lúc mình nói thì lại không hài lòng. Ủa mình nói hỏi thì hỏi tức là muốn nghe người ta nói thiệt đúng không? Có hai vợ chồng không lẽ giờ mình không thấy ngon mình cũng nói ờ ngon quá. Thì chê thì cũng vừa vừa thôi, chê thì chê thẳng mặt luôn, rồi còn thêm cái tật nữa là hay ghen đó. Ghen nữa? Ghen dữ dội luôn. Nhiều khi là gọi điện cho em, máy em hết pin á, rồi về cái vợ chỉ tay hỏi hôm nay anh đi đâu làm gì, chứ có phải là dẫn cô nào đi chơi đi ăn rồi phải không? Nó không phải, không có, mà cứ nói hoài. Cái tần suất mà bị hết pin á cứ lặp đi lặp lại hoài. Bây giờ có pin sơ cua đó cưng. Chị cũng em làm rồi đó. Luôn không vậy đó. Mới tức chị, bởi vậy nghe anh này nói vía là không có chính xác đâu. Anh nói là pin nó mau hết quá, cái ở nhà một cái cục sạc. Trên cơ quan em cũng mua cho một cục sạc luôn, nhưng mà rồi cũng đâu vào đó. Càng nhằn rút riết rồi em cảm thấy em ám ảnh luôn. Bây giờ là mỗi lần điện thoại em sắp hết pin là em phải chạy đi sạc, hoặc là nhắn tin cho vợ ngay, hoặc là hết pin cái em lấy điện thoại ở bên cơ quan là gọi cho vợ, vợ ơi điện thoại anh hết pin anh sạc bên phòng đó. Trời ơi, sao cuộc sống của anh thấy bi đát quá. Dạ. Trời ơi, có gì đâu anh. Ủa anh ơi vậy, thế ở nhà anh có thường xuyên bị ăn hiếp không? Dạ ăn hiếp thường xuyên. Em thấy cái nhu cầu mà để gọi điện thoại liên lạc với chồng là cái điều là đâu có gì quá đáng đâu anh. Em thấy nó cũng tất yếu thôi mà mình gọi mình gọi thì mình muốn được người khác bắt máy thôi chứ mình đâu có anh hiểu gì, anh hiểu là bình thường, nhưng mà qua cái cách kể của chồng em thấy chồng em thương tâm lắm. Phô trương quá đó anh. Phải không? Có khi nào mà anh bị ức chế tới mức mà phải đòi lý dị luôn? Dạ có một lần thì tại em quên sinh nhật của vợ á, xong rồi cái là vợ cái cằn nhằn cái nói em biết. Cái là em mới bực quá thôi, nếu mà không hợp nhau thì chia tay, cứ cằn nhằn vậy anh nhức đầu quá. Anh này có cái tật là cứ hở ra nóng lên đó là nói không cãi lại mình cho cơ hội cãi để ra vấn đề mà không bao giờ tranh luận hết trơn á, cứ để đứa mình nói một hồi cái nghe chịu không nổi cái phán là một câu thôi ly dị đi đừng có nói nhiều nữa, thì mình tức thì mình đâu chịu được, mình càng làm dữ. Thì cái đợt đó thì em đòi ly dị luôn mà không bao giờ chịu viết đơn, cứ nói hả thôi
em viết đi. Nói, ủa anh là người đề nghị thì anh viết đi, nhưng mà không bao giờ cứ thách em viết. Em viết thì em viết. Cái vợ em viết xong rồi đưa em ký, ký xong rồi xuống cái dòng người đồng thuận ý. Đáng lẽ là đồng thuận ý nhưng mà em ghi chữ không mà. Có nghĩa là ký nhưng mà không đồng ý là gì, đúng không? Ghi chồng lại em vậy. Mà bây giờ tụi em có con chưa? Dạ chưa. Dạ, chưa chị. Dự định năm nay sẽ có. Dự định năm nay sẽ có đúng không? Ủa em thực sự hỏi thật trong lòng em nha. Dạ. Em thấy vợ em dữ không? Dạ dữ. Em muốn vợ em bớt dữ không? Dạ muốn. Dạ còn muốn gì nữa? Dạ muốn ít cằn nhằn em chút xíu, tạo điều kiện cho em đi chơi thể thao về cho nó vui vẻ, rồi phụ giúp chồng trong công việc nội trợ em chút xíu. Ba điều đó Thảo. Còn Thảo mong muốn chồng mình là... Dạ em muốn là ảnh dành thời gian cho em nhiều hơn, quan tâm đến vợ, chứ vợ nói mà cứ hay quên, giống như là không quan tâm gì đến lời nói của em hết á. Dạ với lại khi mà trao đổi á phải thẳng thắn mà nói ra hết. Chứ tự nhiên có một mình em nói rốt cuộc vấn đề đâu đi đến đâu đâu, để bực bội vậy hoài cũng không hay. Dạ. Chị nói nghe, tụi em đang ở trong cái thời điểm là vợ chồng son đó, cho nên phải tranh thủ trong thời gian này phải hiểu hết về nhau đi, để khi mà có con rồi á là cùng xúm lại mà lo cho đứa nhỏ, chứ lúc đó mà còn mâu thuẫn đòi ly dị nữa là mệt lắm. Dạ. Cái nghề nghiệp của Oanh á khác với nghề nghiệp của Thảo. Thảo là bên ngân hàng đúng không? Mọi thứ nó đâu ra đó, rạch ròi con số, chật con số một cái là đền, đúng không? Cho nên cái tánh của Bảo rõ ràng rành mạch đâu ra đó, không có đón ý gì hết trơn á. Anh muốn cái gì anh nói đi, anh đừng có bắt người ta đón ý. Vì nhiều cổ nói nhiều quá, em cũng phải dành bớt cái phần nói của cổ đi để cổ hiểu em hơn. Ngược lại cái nghề nghiệp của Oanh á, người ta gọi là kỹ sư tâm hồn, cho nên rằng á em thấy 6 năm trời yêu nhau lãng mạn vô cùng, đúng không? Đó có nghĩa là có những điều em phải tự hiểu, tụi em phải trung hòa cái này. Còn á chị nói cái đừng cấm chồng em chơi thể thao, cứ để ảnh chơi đi, nhưng mà em dành một tiếng thôi, còn nửa tiếng cho lo cho vợ đi. Giờ đang có thời gian lo cho cổ thì lo đi. Dạ. Đúng không nè? Dạ. Đúng không? Dạ. Thì á còn về vấn đề nội trợ, mặc dù em không muốn nhưng mà em vẫn phải làm. Tuần đó chia ra đi 3 5 7 2 4 6, còn chủ nhật thì dắt nhau đi chơi, tạo cảm giác chuẩn bị cho có con nè. Dạ. Nghe. Thôi tạo cơ hội cho nhau gần gũi đi mà cùng đón chào một thành viên mới trong gia đình của mình nha. Dạ. Xin cảm ơn hai em. Dạ, cảm ơn em. Một cái tóc ngắn mà áo vest nhìn rất là ngầu, xấu trai mà lùn. Sau buổi lần đầu buổi ăn đó là tối về em nhắn tin là kêu làm ghé em luôn. Không may có một tháng mà bắt em phải ra đình ra ra mắt. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay tiếp tục để đón chào cặp vợ chồng thứ hai. Để anh đón coi nghe, hình như là trên gương mặt hai em xuất hiện một cái điều gì đó mà anh hình như là có một cái gì đó vui, có một cái niềm vui gì ở hai vợ chồng em đúng không? Thầy bói đó. Hình như đang có một cái niềm vui gì đúng không? Dạ đúng rồi anh. Anh đón nghe, chuẩn bị có em bé đúng không? Dạ đúng rồi. Yeah. Trời ơi anh Thuận, sao đây mời anh đi làm ông thầy? Anh nhiều cảm xúc quá đi. Sao hay vậy? Sao trời, nhìn cô dâu mẹ nhìn từ trong đi ra. Chú rể rất là lo cho cô dâu. Bước lên đây cô dâu rất là chậm chạp ha. Nhìn trước nhìn sau. Nhưng mà em không thấy cái bụng của cô dâu cảm giác lum lúp à? Chị là đoán theo kiểu khác. Tại vì mặt cô dâu rất là thon gọn nè, người á thì rất là gầy chứ không phải là mập, nhưng mà sao cái bụng á lại không có được thon giống như là tỷ lệ thuận với cơ thể. Cho nên rằng á là chị suy nghĩ là hay là đang có bầu chăng? Thì công nhận là hai đứa chị đều có một cảm xúc giống nhau. Và trước khi bắt đầu vào cuộc trò chuyện thì xin đại diện cho chương trình xin chúc mừng cặp vợ chồng của bạn chuẩn bị đón một thành viên. Mấy tháng cơ, mấy tháng? 6 tháng rồi chị. Rồi bây giờ xin mời bà mẹ giới thiệu về mình. Dạ em tên là Vũ Hồng Ngọc, năm nay em 24 tuổi, hiện tại là kinh doanh tự do. Hỏi con em. Em tên là Đặng Trần Đặng, năm nay em 24 tuổi và em đang làm công nghệ thông tin. Sửa chữa máy tính đúng không? Dạ em làm đủ thứ. Đủ thứ đúng không? Chiều nay anh mang cái laptop qua cho em. Đó, biết ngay mà trời ơi, công nhận á, thì chị em mình lành quá. Laptop mới bị hư. Hai em mới giới thiệu chút xíu về cái cuộc gặp gỡ của hai em. Dạ cái đó chắc để dòng em giới thiệu. Em gặp cô ấy là ở trên Facebook. Cô ấy để cái avatar mà làm em rất là ấn tượng. Avatar gì? Cái gì ạ? Cô ấy cắt tóc ngắn. Mà áo vest nhìn rất là ngầu, nhìn rất là tomboy đúng không? Dạ đúng rồi. Nhìn rất là giống như là một người thành đạt lắm. Cho nên em rất là thích, mới lập kế hoạch. Em nghiên cứu của cô ấy.
Lúc đó là vô tin nhắn hay là kết bạn liền? Dạ không, em chỉ âm thầm 2 tháng trời em để ý cô ấy, để mà coi thông tin cô ấy đang gặp ai, đang như thế nào, và em thấy là biết là cô ấy đang thất tình. Cho nên em chờ xong tới thời gian mà chín mùi rồi đó, em mới giả vờ nhắn tin làm quen. Không, thất tình là sao? Em đưa lên dòng gọi là trạng thái cảm xúc em ghi lên như vậy đó hả? Không chị, lúc đó em thường xuyên share những cái status mà có tính chất buồn. Em không có nói gì về mình, em chỉ share những cái status người khác thôi. Nhưng mà anh ấy lại nghĩ là em bị thất tình. Rồi, mà lúc đó là... thực sự là em có thất tình không? Dạ có chị. Hỏi cuối cùng là có thất tình. Đó. Rồi cái thời gian chín mùi đó là cái gì? Là em thấy là tới thời gian đó rồi em nên chủ động, em ấn nhắn tin, em gài kèo đi uống trà sữa. Gài kèo lúc đó như thế nào? Dạ lúc đó thì chồng em là vừa học vừa làm, anh hỏi em câu rất là, nói chung là rất là chung chung, đó là đoán thử coi là chồng em đang đi học hay đang đi làm. Dạ anh nghĩ là em đoán kiểu nào cũng trúng à. Là trước thôi em cũng phải ra gặp thôi. À có nghĩa là dùng cái câu thử, dùng phép thử đó để mà gặp đúng không? Dạ. Gài hàng á hả? Dạ, đúng rồi chị. Rồi khi mà gặp nhau thì cái ấn tượng của em đầu tiên khi mà bắt gặp được cái hình hài của cô này ngoài đời như thế nào? Lúc đó cô có giống trong đầu em tưởng tượng không? Anh chị biết nói là đứng hình hả? Đứng hình theo nghĩa gì? Theo nghĩa thất vọng ấy. Sao vậy? Sao lại thất vọng? Tại vì cái bữa mà đi hẹn với nhau là em chuẩn bị rất là nhiều thứ. Mặc đồ rất là tôm tất, nhưng mà tới lúc mà gặp cô ấy mặc một cái áo thun, mà cái quần jean, rồi mang thêm cái đèn mà bắt mũi nữa. Tại lúc em đang làm xe bên công ty đèn gì công trùng, nên em đem theo cái mẫu đó về. Tác tính là tranh thủ chào hàng luôn phải không? Dạ không. Cái mẫu sản phẩm kệ bán được cho ai. Rồi lúc đó thì em là thất vọng hả? Đúng là thất vọng thiệt, nhưng mà lỡ rồi. Rồi thất vọng rồi thì tại sao lại yêu nhau? Em cũng không rõ nữa. Tại lúc đó là em thấy cảm giác như là mình đã bỏ thời gian rất là nhiều. Là một, thứ hai nữa là em thấy lúc mà đi ăn uống cô ấy thấy cái tính cách cũng được. Còn em gặp mà ông xã thì giống như cái ấn tượng mà em nghĩ trong đầu không? Thật ra thì ở trên Facebook á, bạn này rất là huyền bí. Tại vì dân công nghệ thông tin mà chị đâu có thông tin gì mình ra đâu, cũng không bao giờ chụp hình bản thân mình á. Thì em chỉ nghĩ là chắc một người bạn rất là bình thường thôi, em không có nghĩ là đẹp trai hay gì hết. Mà lúc gặp thì thấy cũng hơi thất vọng. Ai vậy hả? Dạ tại vì hơi xấu trai mà lùn. Nói chung là hai bạn là cái ấn tượng ban đầu về nhau đó là gớm gọn trong hai từ thất vọng. Rồi bao lâu mới cho nhau hy vọng? Sau đợt buổi ăn đó là tối về em nhắn tin là kêu làm ghé em luôn. Rồi câu trả lời là sao? Cô ấy nói là để em suy nghĩ lại. Suy nghĩ trong bao lâu? 7 ngày. Em tấn công tiếp tục. Mỗi ngày em nhắn tin một hai cái tin là nói là em nhớ quá. Đó, mới lạ không? Có nghĩa là hai người gặp nhau là đều thất vọng á, xong tự nhiên cái gì cũng yêu liền. Dạ. Rồi bao lâu thì ra mắt gia đình vợ? Khoảng 1 tháng sau đó thì bên nhà bạn này có đám cưới. Cái bạn này rủ em đi đám cưới. Mà trong khi mới quen có 1 tháng mà bắt em phải ra đình ra mắt cả dòng họ luôn chị. Đúng rồi, đám cưới là gặp nguyên dòng họ mà. Dạ. Xong rồi hôm đó thì bạn này tới nhà đón em. Thì cũng vô chào mẹ em một tiếng. Rồi sao nữa? Thì mẹ em trước giờ rất là lạnh lùng vậy. Nói chung là em muốn quen ai thì quen, mẹ em không quan tâm. Đợi chị kỳ. Quen không quan tâm mà được chứ nữa là gì đó. Rồi chắc là em thường xuyên qua nhà của vợ em để mà tiếp cận với mẹ vợ đúng không? Dạ cũng có anh, nhưng mà qua lúc mẹ đi vắng không ạ? Qua mẹ đi vắng làm hả? Gì đi vắng, người lớn đi vắng hết, còn mình bạn này rồi làm gì ở nhà? Thì em qua đó chủ yếu là gặp cô ấy với cô ấy cho ăn uống thôi, với lại cũng nhiều lúc cũng qua gặp mẹ lắm, nhưng mà mẹ có cái điểm khoảng xa cách giữa đó với em vậy đó. Cho nên nhiều lúc em cũng muốn gần gũi lắm nhưng mà khó. Chứ bây giờ là hết chưa? Hiện tại cũng đỡ hơn trước. Là do tính cách của mẹ lạnh lùng vậy thôi chứ đã đồng ý cho cưới rồi mà đúng không? Dạ thì do tính mẹ em rất là lạnh lùng. Sao ta, em từ khi mà yêu vợ cho lúc lấy vợ thì em gặp mẹ được mấy lần? Dạ là cũng nhiều lần, nhưng mà rồi có em... lúc nào mà hai mẹ với lại chàng rể mà nói chuyện cởi mở được một chút hơn? Là hiện tại vẫn chưa được rồi. Tức là chưa có nói chuyện vậy? Nói chuyện với nhau bình thường, chào hỏi nhau được thôi. Chứ mà nói chuyện như thế này thật sự mà nói rất là hiếm thôi. Rồi vậy là lúc đám cưới thì sao? Lúc phải bàn bạc chứ đúng không? Dạ lúc bàn là bàn với mẹ của bạn này chứ không phải là bàn với bạn này. Bàn với mẹ chồng? Dạ. Vậy cho tới bây giờ là em vẫn chưa có được cởi mở lắm với mẹ vợ em? Dạ đúng rồi. Bây giờ vậy nè, em có muốn nói chuyện coi là muốn có một cái sự mà để mà đồng cảm và thông cảm giữa em và mẹ vợ không? Dạ muốn lắm, nhiều lúc em cũng muốn lắm. Nhiều lúc em muốn ngồi lại gần với mẹ, nhưng mà cái khoảng cách với một cái gì đó rất là xa vời với nhau.
mà chưa hiểu lý do, tức là chỉ là do tính cách thôi đúng không? Dạ. Em có muốn thông qua cái chương trình này nè, em muốn nói một cái điều gì đó với mẹ. Nhiều khi mẹ coi chương trình này mẹ sẽ hiểu được. Dạ, thông qua chương trình này con cũng muốn nói với mẹ là có thể là con là không phải là một người tốt hoàn hảo với đối với con của mẹ, nhưng mà con thật sự con yêu con của mẹ, và con thật sự con cũng mẹ và con hai người kết nối được với nhau. Có thể là nói con không có hay, nhưng mà con mong mẹ hiểu được những gì con muốn nói không? Còn em? Dạ, thông qua chương trình này con cũng muốn nói với mẹ là hiện tại con đang rất hạnh phúc với được sự lựa chọn của mình. Có thể cuộc sống thôi lúc khó khăn, nhưng mà con tin là chỉ cần có chồng con bên cạnh thì con sẽ vượt qua được tất cả. Con mong mẹ sẽ hiểu và thông cảm chồng con nhiều hơn. Đây là một cái điều mà rất là hay. Mong rằng là khi mà nếu như mẹ của cô dâu có xem chương trình này thì mong chị hiểu và chị gọi là bao dung và cởi mở hơn đối với con rể của chị. Bởi vì rõ ràng cái điều mà người cha người mẹ mong muốn nhất, giống như chị cũng vậy và bản thân tôi cũng vậy, mình chỉ muốn rằng con mình nó được sung sướng, được hạnh phúc. Còn cái chuyện giàu nghèo là có khi giàu mà không sướng, nhưng mà nghèo lại hạnh phúc, hạnh sung sướng. Thì mong chị là đồng cảm và gần gũi với các con nhiều hơn nữa. Tôi nghĩ rằng sau chương trình này về, bạn nên tặng cho mẹ vợ mình một cục wifi kết nối. Đó là wifi gì? Wifi tình cảm, wifi gia đình và wifi hạnh phúc. Rồi, xin chúc mừng hai bạn nha. Có một đời sống, một cuộc sống hạnh phúc viên mãn nha. Xin cảm ơn. Đây là lần cuối cùng cho anh. Nếu mà anh cho anh một cái cơ hội và cho Ngọc một cơ hội để mình làm lại cuộc đời, kéo dài về hoài mình cũng không đi tới đâu. Thì lúc đó mình nghĩ lại, thôi thì mình sẽ về. Thưa quý vị, và bây giờ mời quý vị chúng ta đến với cặp vợ chồng đầu tiên. Và trước khi gặp gỡ họ, mời quý vị dành một tràng pháo tay đặc biệt đón chào cặp vợ chồng số 1. Xin chào hai vợ chồng. Em xin chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân và chào toàn thể quý vị khán giả trong trường quay hôm nay. Em tên là Mỹ Ngọc, em đến từ Bến Tre, năm nay em 31 tuổi. 31 hả cưng? Dạ. Công việc của Mỹ Ngọc là gì? Dạ, em là một doanh nghiệp nhỏ thu gom và xử lý rác thải tại huyện của em á. Ở huyện. Dạ, ở Bến Tre. Dạ. Còn anh ạ. Dạ, chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân và toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Thuận, Anthony là tên Mỹ. Em từ bên California ở Mỹ. Dạ đây. Dạ. Anthony. Dạ, Anthony là Anthony. Tên Mỹ. Dạ. Tên tiếng Việt Nam là tên Thuận luôn. Tên Thuận luôn. Dạ. Thuận. Dạ. Thuận. Dạ. Xin được chào anh Anthony Thuận. Anh Thuận năm nay là bao nhiêu cái xuân xanh? Gần 60 năm cuộc đời rồi. Như vậy là mới năm mấy thôi? Mới năm mấy thôi. 56. 56 tuổi. Dạ. Anh Thuận hiện giờ là công việc của anh là gì? Công việc của Thuận đó là nhà thầu chuyên về kiến cho cửa hàng thương mại. Kiến cường lực. Kiến cường lực. Nhưng mà bây giờ là anh, công ty anh là ở Việt Nam, ở bên nước ngoài? Bên nước ngoài. Yeah. Vậy là anh Thuận là sống ở bên kia đúng không anh? Dạ đúng vậy. Anh đi đi lại lại á chị. Dạ. Anh đi đi lại lại chứ không có ở như thế. Con biết là cơ duyên nào mà khiến mà anh Anthony ở Mỹ mà gặp một cái cô gái ở Bến Tre? Thuốc Bến Tre. Và lại gặp nhau như vậy. Dạ. Em ở dưới quê thì thật sự là hai tụi em là nửa cuộc đời gặp lại. Thì em cũng đã từng đổ vỡ. Em có một bé trai 9 tuổi. Thì anh ấy cũng ly hôn. Thì anh cũng có 4 đứa con ở bên Mỹ. Dạ. Con anh lớn chưa anh? Con đã lớn và đã ra trường đại học hết. Dạ, dạ. Thì tụi em không hai phương trời cách biệt, không biết ai là ai hết. Thì đến một ngày đó là dì bà con của em là bạn của gia đình bên anh của anh này đi dự chung một cái tiệc, đi chơi chung thì mới tình cờ gặp anh này. Anh này mới có cái tâm sự là ông muốn về Việt Nam, anh tìm một người vợ để chung sống sau này vậy đó. Thì tôi mới nói thôi, vì đó đó mới nói là ở dưới quê có nhỏ cháu, thôi về dưới đi, bé này chắc chắn là con thấy con sẽ chịu. Thì qua ngày hôm sau em của ảnh mới dẫn anh xuống dưới quê em mà không biết đường vô nhà em nữa. Đi dọc đường thì phải hỏi thăm rồi mới vô được nhà em. Rồi sau khi vô nhà em như thế nào thì chồng em chia sẻ. Rồi Anthony lần đầu tiên gặp cô gái này, cô gái Bến Tre này có phải lòng không?
Thật sự là mình về quê là để đi đá gà. Rồi mới tới nhà của Ngọc mà mình cũng không biết Ngọc là nhà mà mình được giới thiệu. Mọi người cứ xôn xao chạy lên chạy xuống, chạy lên chạy xuống. Nhà em thì phải nấu ăn, nấu ăn để đãi anh này. Tự nhiên thì em lên thấy nó, ủa anh đâu, anh gì đó đâu, ủa anh đi đá gà. Ôi trời ơi, sao anh đi đá gà? Xuống coi mặt tôi mà tự nhiên đi đá gà. Đi đá gà. Cái em cũng làm thân thôi, em vô cái đi cho đâu nửa tiếng sau thì mới về. Xong mới về thì đi trong đó, lần đi thì có hai người, ảnh và người em của ảnh. Thì anh này rất là bình dân chị. Thì anh không có tỏ vẻ gì là ở Việt Kiều. Thì dưới quê mình em cũng tưởng tượng ra là Việt Kiều thì chắc anh cũng sẽ khác mọi người. Sao em cũng thấy anh đi dép Lào, anh nói ủa vậy ai Việt Kiều, ai Việt Nam? Rồi ai là chồng em? Cái xong rồi anh đó anh ốm ốm á. Rồi cái xuống vô bàn ăn thì chị Hồng Vân biết á, ở dưới quê mà có một người khách lại rằng cả nhà, cả một cái gia đình nhào ra coi mắt. Nhào ra coi mắt đó, đúng vậy đó, đúng thật. Mẹ em, anh chị em, nói chung là dòng họ ra đó. Xuống một bàn xong rồi mọi người cứ đẩy em ngồi kế anh đi, ngồi kế anh đi. Thì bắt đầu ngồi kế để cuốn cho anh này ăn đi. Có hai đứa đâu có nói gì được. Em chỉ có hỏi là anh về được bao nhiêu lâu rồi. Thì khi chừng nào anh đi thì anh cũng trả lời em đúng hai câu rồi vậy xong. Cái nửa tiếng sau ăn sạch cái bàn rồi đi về. Nhưng mà lúc mà em ngồi kế bạn này Ngọc ngồi kế anh thì lúc đó anh đã nhận diện được là đây là cái người con gái mà gia đình muốn giới thiệu cho anh đúng không? Đúng vậy. Dạ. Lúc đó Ngọc ngồi kế bên và người em trai nói là Ngọc ngồi kế bên anh Sáu đi. Thì lúc đó mới là biết là được giới thiệu. Dạ. Thì lúc đó dạ, anh cảm nhận về Ngọc như thế nào? Anh có thích không? Anh thấy cái nét đẹp này có phù hợp với anh không? Thật sự là lúc đó mình chưa biết nhiều về Ngọc, mình cũng chưa có dám thể hiện cái tình cảm. Mình chỉ thấy là dễ thương, hiền, nhà quê. Mình thật sự thích là con gái nhà quê chứ mình không thích môi son rồi trang điểm nhiều. Mình thích thật sự là một người con gái Việt Nam ở nhà quê. Anthony thì hơi nhút nhát, thành ra thật sự là cũng không có dám ăn nhiều, cũng không dám nhìn. Sau này cái ấn tượng đầu tiên mới hỏi anh Sáu thấy sao, Ngọc sao, nói anh đâu dám nhìn đâu, bác gái đang ngồi trước mặt anh tới anh chỉ thấy cái đùi của Ngọc trắng tươi thôi. Tại vì cúi xuống đâu vậy, em chỉ cúi xuống thôi, anh liếc được cái đùi thôi. Em gặp ảnh thì em thấy thích ảnh không? Dạ em thấy cái người đàn ông này hiền chị. Anh vô nhà em anh bình dân, anh giống như là anh rụt rè nhút nhát, nhưng mà sau này em mới biết anh diễn chị. Rồi sau đó thì anh Sáu có lấy số điện thoại của cô gái Bến Tre này không? Sau đó thì Anthony có xin số điện thoại của Ngọc. Nói là để về anh sẽ có dịp và gọi lại và để tìm hiểu nhiều hơn. Anh lấy số điện thoại em về 4 ngày sau anh mới gọi cho em. Lý do gì sao vậy anh Sáu? Bị mất điện thoại hả? Em á là vậy nè, tâm trạng ủa mình đâu có nên nổi tệ đâu mà sao ổng xin số điện thoại mà giống không gọi. Cho tới một ngày á đẹp trời là buổi chiều đó là ổng gọi, là ổng tại vì ảnh xuống em 3 ngày sau anh phải trở về Mỹ. Thì lúc ảnh điện cho em á em thấy cái số lạ gọi cho em thì em ủa alo nè anh Hiệp nè, em nghe là em tức rồi chị. Em tức cái em mới nói vậy em cũng lịch sự em chào anh. Thì anh cũng nói là anh lấy số điện thoại em nhưng mấy ngày nay anh bận quá, anh không có thời gian gọi cho em, giờ anh về tới phi trường rồi Hàn Quốc rồi. Anh còn lại ít tiền trong cái xuyên Việt Nam này nè, anh gọi cho hết luôn. Trời ơi, anh Sáu thiệt hà, dễ sao luôn à. Trời ơi, em nghe em cũng tức nữa nghe vậy, nhưng mà em cũng thôi em ráng em là kìm sợ. Em kìm, em nói chuyện thôi bây giờ anh nói ra đây rồi về bển á, anh mới FaceTime nói chuyện với em sao nha. Em nói dạ. Đúng là trong đầu anh nghĩ gì thiệt luôn hả anh? Không, thật sự là giữa hai gia đình quen biết với nhau thường cảm thấy hơi ngại, là thứ nhất là mình hơi lớn tuổi, gần như là gấp đôi tuổi của Ngọc. Thì mình cảm thấy hơi ngại cái tâm lý của mình, mình cảm thấy hơi sợ sệt nữa. Thứ hai là hai gia đình quen biết thân nhau quá. Thận thì thích ham chơi, ngày xưa thì nó thật sự là về Việt Nam cũng một năm mấy là mình cũng có quen một vài người, nhưng mà cái tình cảm thì nó không đi tới đâu hết. Rồi mình sợ mình tiến tới rồi mình đi rồi mình để lại vết thương cho người khác, và sự mang tiếng của mình người lớn giữa hai bên là thân thiết với nhau, thành ra rất là sợ vấn đề đó. Có nghĩa là trong 3 ngày là anh suy nghĩ đó đúng không? Dạ, suy nghĩ cho chín chắn. Chứ không phải ham chơi đúng không? Hơi. Sau khi mà anh về Mỹ rồi á thì 7 tháng tụi em qua lại bằng điện thoại thôi. Mà trời ơi, em nói chị Hồng Vân nghe là em phát hiện sự thật phũ phàng không à. Coi như là anh không quan trọng em chị. Mà không biết sao em mắc nợ ổng hay sao á. Tại vì gia đình á hy vọng em là người sửa đổi ảnh cho ổng bớt đi chơi lại. Thì ở giờ Việt Nam với giờ bên Mỹ thì nó là cách xa em biết rồi. Nhằm khi em nói em nhìn đồng hồ nó ủa 1 giờ sáng anh đâu còn ngoài đường nha anh.
đi chơi là em nói chị Hồng Vân bất chấp. Còn mỗi lần thí dụ sực nhớ tới mới điện cho em. 7 tháng trời dạ. Yêu xa như vậy, tới lúc nào thì anh cảm nhận là anh yêu Ngọc? Dạ thật sự là Thuận còn nhớ lại, Ngọc có nói câu này nè. Ngọc nói là đây là lần cuối cùng cho anh, nếu mà anh cho anh một cái cơ hội và cho Ngọc một cơ hội để mình làm lại cuộc đời, cứ tình trạng kéo dài về hoài mình cũng không đi tới đâu. Đúng rồi. Thì tại sao anh không cho anh một cơ hội? Thì lúc đó mình nghĩ lại, thôi thì mình sẽ về. Tại vì còn 2 ngày nữa là 3 ngày nữa là tới Tết mình đó chị. Em mới nói thôi bây giờ em cho anh một cơ hội cuối cùng và anh hãy nhớ. Còn anh không về, tại em có chồng nha. Thì anh quyết định bay về gần 27 Tết luôn. Là sợ mất vợ. Dạ là sợ mất. Rồi lần đó anh về á, là hai người là chính thức là coi như đặt vấn đề là sẽ đi đến hôn nhân luôn. Dạ. Phải không? Chưa. Hay là vẫn chưa? Chưa. Về để thử em. Về để thử em chị. Thử là sao ta? À, thử em coi em có thương thiệt không? À, em có ý đồ xấu xa gì không? Hay nhưng, là mà, em... nhưng mà bằng hình thức nào? Dạ là giống như về vậy nè. Anh nhất quyết nha. Anh không ngủ nhà em. Anh ngủ. Anh ngủ không mua theo. Đúng là 3 giờ sáng. Lúc đó là 3 giờ sáng rồi mệt lả người rồi. Cái em cũng giả bộ nha. Em nghĩ là người ở bên đó là người ta rất là thoải mái ở cái chuyện tình cảm, đúng không chị Vân? Thì tài xế xách vali đồ vô phòng, cái em cũng thử em vô nha. Cái ổng vậy nè. Thôi em về đi. Về nhà ngủ đi. Về nhà ngủ đi. Cái em thôi em cũng đi về em thử coi sao nha. Em đi về nhà. Mà chị biết nhà đổ dưới quê á có 100.000 đi mà. Là tưởng tượng cỡ nào dạ, rồi đó. Là tưởng tượng cỡ nào, vali phải thải dưới đất. Rồi anh á thì anh nằm cái giường, nói chung là không có nước nóng nước lạnh gì tắm á, em thải vô đó tự sống luôn. Rồi cái tới cái đêm 30. Cái đêm 30 thì đi đón giao thừa. Cái ở dưới quê em á, mỗi năm chỉ có đốt pháo bông một lần là đêm 30 thôi chị. Cái đi ăn uống với gia đình xong rồi về thì lên xe em chở, anh đâu có ngồi xe, anh đâu chở xe không ra được, em chở. Rồi sao cái chút nữa vô chở anh vô nhà trọ rồi ở anh nói chuyện chút. Cái em biết mà tự nhiên trong lòng em suy nghĩ là chị Hồng Vân, em thấy em tội nghiệp. Tại vì anh cũng đi quá trời xa về thăm em. Vô khách sạn rồi thì ông có nói chuyện gì đâu. Ông hành động. Dạ ông hành động. Ông bắt đầu hành động. Trong lòng em thôi như vậy, Thuận này cũng đã tính toán rồi. Nói là đêm nay hứa Ngọc cho dẫn đi coi pháo bông. Nhưng mà theo vậy thôi, pháo bông mình về nhà mình đốt pháo nó hay hơn. Thôi. Thế là sao anh không, anh phải chờ tới đêm 30 mà không phải là cái ngày anh về hoặc là hôm sau? Tại vì mình nghĩ suy nghĩ một vài ngày rồi thật sự là mình lúc đó mình mới thấy ta thích nhà thưa Ngọc. Rồi thứ hai nếu mình để dịp, nhưng đúng là sinh nhật của Ngọc cũng là ngày 1 tháng 1, cũng trong cái Tết, để làm một cái kỷ niệm và hy vọng là trong tương lai nó sẽ xảy ra liên tục như vậy hoài. Sau cái đêm đó là hai người đã là của nhau rồi. Dạ. Thì dạ. Là ảnh có đặt vấn đề, lúc ấy anh có nghĩ là khi mà như vậy rồi thì anh có đặt vấn đề anh muốn cưới Ngọc liền không? Có. Bao nhiêu lâu thì cưới? Bao nhiêu lâu? Dạ 9 ngày. Hả? Dạ. Trời cũng chậm ghê anh ha. 9 ngày lâu quá lâu rồi. Coi như là cỡ mùng 9, mùng 10 Tết đó. Dạ mùng 9 đó. Dạ. Anh cưới Ngọc xong rồi thì anh ở Việt Nam được bao lâu? Hay là anh lại phải trở về Mỹ liền? Anh về được có 2 tuần thôi chị. Có nghĩa là anh cưới xong là ở dưới quê? Dạ dưới quê. Ở quê là coi như anh về được 2 tuần là anh hốt được bà vợ luôn. Dạ. Rồi xong anh trở qua Mỹ lại luôn. Dạ. Cái lúc mà đám cưới xong á, chị Vân biết 3 tháng sau anh về thăm em á, gần 10 ngày nữa anh mới về á, anh không liên lạc em. Anh không điện thoại, anh cũng... Chơi trò mất tích đó. Dạ mất tích với em 10 ngày mà chỉ biết trời ơi, tự nhiên tâm lý em nó thiệt, em giống như là em muốn em trách nặng luôn. Em căng thẳng nặng luôn. Mà chỉ biết em gửi cho anh biết bao nhiêu tin nhắn. Em gọi không được, em gửi tin nhắn, em nói đủ thứ hết. Ông cũng vẫn im re. Rồi một ngày đó tới trưa cái bữa đó, xe ổng về tới trước cửa nhà mình luôn. Em thì em ở trong phòng, em không biết. Chị dâu em mới chạy vô nói Ngọc Ngọc chồng về kìa. Em mới nói chồng con gì, ổng đi hôm bữa giờ ổng có điện đài mất vậy em đó. Mất tích. Dạ, em nói vậy nha. Chồng mới về thiệt kìa. Tới tự nhiên em mở cửa ra, em thấy anh chả đứng dần dần trước cửa phòng em. Trời ơi, với anh chị Vân biết bao nhiêu cảm xúc nó luồn vậy hen. Em tưởng là nếu mà anh không dịnh em lại là em xỉu á, em tức á. Anh ôm em lại mà em run bực vậy mà. Nhưng mà anh ơi, tại sao anh lại làm như vậy? Có nghĩa là anh 10 ngày mất tích không liên lạc với Ngọc, anh muốn làm cho Ngọc surprise hả? Thật sự là muốn làm surprise và thử lòng Ngọc như thế nào trong những ngày chờ đợi coi Ngọc có làm gì sai hay không. Thật sự là Thuận lúc đó là cũng đam mê câu cá. Mình câu cá trên tàu là tùy theo cái chuyến đi của mình. Từ 4 cho tới 7 hoặc là tới 14 ngày để đi câu cá thu á, thì không có bao giờ liên lạc được hết trơn. Và trong cái chuyến đi đó Thuận không có liên lạc với Ngọc. Và cũng trong cái chuyến đi lợi dụng để mà thử Ngọc luôn. Rồi mình về bất tình lệnh để mà mình hiểu rồi. Rồi lần đó là anh
anh cảm thấy tự tin và anh tin tưởng Ngọc hoàn toàn đúng không? Cái lần đúng như vậy, sau khi thử lòng Ngọc rồi thời gian biết Ngọc, tự động mình thay đổi. Có nghĩa là bây giờ anh rất nghiêm túc trong cái cuộc hôn nhân này. Đúng như vậy. Bây giờ hai người đang rất là happy rồi gì đúng không anh? Dạ. Dạ. Rồi anh đã xem chương trình này nhiều rồi. Dạ. Anh có biết nó đến một cái đoạn mà nó rất là cao trào mà ai cũng thú vị á. Anh nghe Ngọc cười chưa? Bây giờ Anthony nói cho chương trình biết là Ngọc có những tật xấu gì? Thật sự từ ngày lấy Ngọc tới bây giờ, Ngọc thật sự là thật xấu, thật sự là không có. Thỉnh thoảng có chút nghi ngờ thôi. Ghen đó, nghi ngờ. Rồi gì nữa nè? Rồi mỗi lần khóc thì không ăn, rồi bị đau bao tử. Vậy thôi. Nhõng nhẽo, cái nhõng đó nhẽo. Là tôi gọi là nhõng nhẽo đó anh. Dạ. Mỗi lần không ăn thì anh làm gì để cho Ngọc ăn? Thì phải năn nỉ. Năn nỉ lâu không Ngọc? Ăn nỉ vậy nè anh, em ăn đi, em không ăn đau bao tử rồi nha. Em phải giữ gìn sức khỏe, vậy thôi. Dạ, tại vì anh ơi rất là kiệm lời chị. Tới bây giờ cũng vẫn chưa bao giờ hỏi. Em kia em hỏi nha, chồng ơi anh thương em không? Không thương sao anh về vậy? Cứ vậy hoài. Không thương thì sao anh cưới em? Thay vì là anh cũng thương em. Không, cứ vậy thôi. Rồi ổng có tật xấu gì không em? Là anh mê chơi. Trời ơi, em với ảnh nó khác biệt, nó trái ngược lắm luôn. Em thì giống như bà cụ non vậy, em thích nhạc bolero. Đúng rồi. Ảnh thì nhạc hip hop gì giật gì, ổng nghe nhạc em nghe không nổi luôn á. Có cái là vậy nè, em muốn ảnh là ảnh cũng phải cưng em, anh thể hiện. Không bao giờ chị ơi. Tức là không có lãng mạn. Dạ, không. Anh cứ xa xa em vậy á, mỗi một lần về anh, em nhắc nha, chuyến này mà anh đi đâu ngồi gần mà không ngồi gần em, ngồi xa em mất vợ gán chịu nha. Ồ vậy hả? Rồi có cải thiện không? Đỡ chị, đỡ. Mới lần này nè, lần này về anh xong bao giờ anh hung em hết vậy? Anh không hung em, mốt người khác hung ráng chịu nha. Anh sẽ về, anh sẽ cải thiện vậy. Chứ nói vậy thôi, chứ cũng không có làm như anh còn cái khoảng cách đó với em vậy đó. Dạ, em muốn anh sửa đổi cái đó, đã thương em rồi. Em cũng thật sự với chị là em thương anh thiệt lòng. Qua cái chương trình này á, em đăng ký là em cũng muốn là để cho anh có cái lòng tin để vợ chồng mình sống những ngày còn lại. Giống như em cũng muốn để cho mọi người hiểu em là em thật sự lấy ảnh là em thương bằng cái tấm lòng của em, bằng trái tim của em. Đúng rồi. Anh, bây giờ em nói nghe nè. Thực sự mà nói, hồi nãy lúc mà hai người bước ra đó, mà khi anh chưa nói số tuổi của anh đó, thì em không bao giờ nghĩ là cái tuổi của anh nó là như vậy. Nhìn anh rất là trẻ. Cảm ơn. Nó trẻ từ khuôn mặt cho tới cái phong thái của anh. Chính vì ảnh mê chơi nè, ảnh mê nhạc trẻ. Dạ, thì anh mới bù trừ lại cho em. Dạ. Là em là bắt đầu em bị già so với tuổi của mình. Dạ, đúng rồi. Đó thì thành ra là em với ảnh mới tương xứng. Dạ. Và em hiểu được ý của Ngọc là tại sao muốn anh và Ngọc lên chương trình này. Là để cho Ngọc tạo cái niềm tin và cái sự tự tin ở anh. Là Ngọc yêu anh là bằng trái tim và cho tất cả mọi người thấy là đây là chồng của tôi. Dạ. Tôi rất là hãnh diện dạ, khi tôi có một người chồng đó. Như thế dạ, này. Dạ. Thành ra là em nghĩ cái mong muốn của Ngọc đối với anh là hoàn toàn chính xác. Anh thoải mái đi anh. Dạ. Thoải mái thể hiện tình cảm. Quên cái dạ. Này nó nghe là hai người muốn có con chung không vậy? Dạ muốn lắm dạ, luôn á. Em biết lên dạ. Chương trình này á là em nghe nói anh Quốc Thuận á là anh ông mụ. Anh mụ. Dạ. Ông mụ. Dạ đúng rồi. Chúc liền. Giờ trước khi coi như chào tạm biệt hai vợ chồng. Dạ. Đó thì anh chúc cho Anthony với Ngọc nha. Dù ở đâu đi nữa cũng luôn luôn dành tất cả những thời gian, những suy nghĩ về nhau, yêu thương nhau. Dạ. Và đặc biệt là qua năm sau là bác sĩ báo tin vui. Dạ. Đó. Dạ, cảm ơn. Nếu kịp tháng 12 qua Noel báo tin vui luôn. Dạ. Đó. Đợt này là phải có tin vui. Và qua năm sau là em bé xuất hiện. Xuất hiện. À. Yeah. Bữa mà ảnh tỏ tình đó là bữa đó là em định xin nghỉ việc. Nhưng mà mình đang thích cái anh này. Thì sáng vô ảnh tặng quà cho em trước. Tặng cho em một hộp. Tặng cho em gái mình một hộp. Là mình lại xác định trang nữa. Dạ, chắc ông này là em gái thì cũng không. Và bây giờ mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay tiếp tục nữa để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng thứ hai. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào anh Quốc Thuận. Em chào chị Hồng Vân cùng tất cả các khán giả trường quay. Em tên là Nguyễn Văn Sang, năm nay 29 tuổi. Hiện em đang là quản lý công ty Trùng Quế Củ Chi. Hiện em đang sống ở Củ Chi. Vợ dạ. Sang tên gì? Dạ, em tên là Bùi Thị Anh Thơ. Năm nay em 25 tuổi, hiện em đang là giáo viên tiểu học. Em dạy ở Củ Chi luôn? Dạ, em dạy ở Hóc Môn. Rồi, vậy thì hai vợ chồng cơ duyên nào là hai bạn gặp nhau? Trước đó lúc mà thời sinh viên á thì chồng của em á là cháu của dì của bác em, mà bác đó là bác dâu là dì của ảnh. Trời sao gần quá vậy? Gần lắm. Xong rồi bác có nói là sẽ giới thiệu em cho ảnh, tại vì mẹ ảnh cũng đang tìm một người như vậy để làm mai cho ảnh vì ảnh không muốn lấy vợ. Dạ.
Lúc đó em ra trường rồi, cái bữa đó thì em mới chưa có xin được việc, cái nhà mới buồn, cái mới lên Facebook chơi thì biết Facebook của anh này, cái em mới vô coi thì thấy ảnh tuyển nhân viên mà ảnh yêu cầu nhiều thứ A B C D X Y Z gì đó nhiều lắm, nhưng mà cái cần nhất là phải giỏi anh văn. Xong cái bác của em mới đi chợ ngang, em mới nói là cháu của bác đang tuyển nhân viên đó, con mà giỏi anh văn là con xin vô làm. Cái xong cái bác cũng cười, bác đi về. Buổi trưa xong chiều cái bác cầm số điện thoại của ảnh qua, bác nói là số điện thoại của giám đốc á, gọi điện xin phỏng vấn. Rồi em tới phỏng vấn đúng không? Dạ. Thì ấn tượng của em lần đầu tiên khi mà gặp ảnh là sao? Dạ, ấn tượng không có gì ấn tượng luôn á. Tại vì mình tưởng là giám đốc thì cũng phải, nói chung là nhìn bề ngoài cũng phải lịch sự, cũng phải gọn gàng. Dạ đúng rồi, ra vẻ giám đốc xíu, tại em cũng mê chuyện công tình này kia cũng đọc nhiều lắm. Dạ, tới khi gặp ảnh á thì ảnh hẹn em 1 giờ phỏng vấn, 12 rưỡi là em tới nơi rồi. Em gọi điện cho ảnh quá trời luôn, không nghe. Xong em đứng đó tới 1 giờ hơn luôn. Em gọi điện lúc đó anh ngủ quên ở trên phòng á. Cái anh phó giám đốc ảnh mới đi ra, anh bán hàng cho người ta. Cái em thấy vậy em mới lại em hỏi, cái anh đó mới lên gọi anh xuống. Thì anh xuống á thì không phải được ăn bận đẹp gì đâu, mà là quần á thì là dạng cho nhau mấy chú mà U50 mặc á. Còn áo á là áo mà dạng mà nó cũ lắm, mà sơ mi cũ hay là cũ. Không có giám đốc gì hết trơn á. Dạ, trời dạ, đó. Không có giám đốc gì hết trơn trời. Em có ấn tượng gì hết trơn trời đó. Dạ đúng rồi. Nói chung là không thích đó. Còn em thì sao? Dạ em thấy ngoại hình được, dễ nhìn, nói chung là bên ngoài là em chịu được. Em có nhận không? Dạ có qua một cái buổi nói chuyện nữa. Dạ muốn thử việc hơn sao rồi gì. Dạ, có một thời gian làm việc chung với nhau. Dạ. Rồi tình yêu có nảy nở, có phát sinh không? Dạ thì lúc mà làm việc chung á là tại vì á cái anh này trước đó dì em có nói có ý định làm mai, nhưng mà mẹ của ảnh nói là ảnh có ý định là không có muốn lấy vợ, ảnh muốn giống như là đi tu á anh. Dạ thì sáng nào em vô thì ảnh cũng mở pháp thoại này kia ảnh nghe. Rồi em cũng ngồi đó, thì tại làm việc chung mặc một cái văn phòng thì em ngồi đó em cũng nghe luôn. Rồi ảnh đối xử với em giống như là anh trai vậy đó, anh trai. Em ngồi kế bên em gái của ảnh, ví dụ mà ảnh cho em một cái bóp thì ảnh cũng cho em gái anh cái bóp. Ảnh pha nước cam cho em uống thì ảnh cũng pha cho em gái ảnh luôn. Rồi nói chung là ảnh mua cái gì thì ảnh tặng cho em thì em gái anh cũng có hết trơn á. Em không có nghĩ là ảnh có tình cảm gì với em. Em cũng coi ảnh giống như một người anh trai. Dạ lúc đầu cũng coi như anh trai. Thì đến bao lâu thì cái tình yêu nó mới phát sinh? Đến cái lúc mà lúc đó là em vô làm khoảng được 2 tháng mấy 3 tháng á, thì ngoại của em mất ngay mùng 3 Tết. Cái nhà cũng xa, em cũng không nghĩ là ảnh đi, tại vì cũng mới quen vậy thôi. Mà ảnh chân thành lắm rồi, cái nên là em cũng thích và cũng có ấn tượng, có cảm mến với ảnh. Còn anh này bao giờ thì anh mới dám anh bày tỏ cái tình cảm của anh đối với cô này? Dạ tới ngày 14 tháng 2 năm đó luôn. Năm đó luôn? Dạ. Là bao nhiêu tháng? Bao lâu? Dạ khoảng 2-3 tháng. Dạ. Có lãng mạn không em? Dạ dạ không. Cái bữa mà ảnh tỏ tình đó là bữa đó là em định xin nghỉ việc, nhưng mà mình đang thích cái anh này, hơi thích. Thì sáng vô ảnh tặng quà cho em chú, nhưng mà lại tặng như vậy nè, tặng cho em một hộp, tặng cho em gái mình một hộp, là mình lại xác định nữa luôn. Dạ y chang cái chiêu cũ, tức là rồi chắc ông này là em gái thì cũng hả. Dạ luôn. Nhưng mà ở trong thì nó khác, ở trong nó có thêm mấy cái tờ giấy nữa. Nhưng mà ảnh dặn em á là về nhà mới được đọc. Nhưng mà em nghĩ là về nhà mới được đọc thì lâu quá. Cái em mới mở ra em coi á, thì ảnh viết trong đó có một câu là, tại hồi trước em nói là em thích hoa baby, cái ảnh nói là ảnh thì em gọi ảnh là mặt trời, ảnh nói là anh mong em là mãi là hoa baby của mặt trời. Mà lúc đó em cũng không có nhớ là em từng gọi ảnh vậy luôn. Cái em nói trời ơi, ông này ổng nói cái gì vậy đó. Em nghĩ là buổi chiều đó thôi mình cứ tặng quà đại cho chồng đi, tặng đại đi, nếu mà được á thì coi như mình cho nhau một cơ hội, còn nếu mà không được là em xin nghỉ việc luôn. Dạ. Giờ em tặng em cái gì bữa đó? Dạ, tặng cho em một cái áo sơ mi. Một cái áo sơ mi. Dạ. Sau khi nhận cái món quà đó xong rồi thì quyết định tỏ tình luôn không hay như thế nào? Mà lúc đó nhận quà rồi thì em cũng không biết là vợ em là có người yêu hay chưa. Vì lúc đó em nhát lắm, chứ không dám mà chủ động. Cái em đợi tới tối khuya về mới mở ra xem. Thì mới biết khi... mới cảm động. Dạ. Rồi em làm bằng hình thức nào để em hiểu đó. Em cho cổ hiểu được là em yêu cổ. Dạ thì lúc đó em nhắn tin nữa à. Nhắn tin sao? Nhắn sao? Có gửi cho em một bài hát nữa chị. À đó, cái bài hát đó. Sao bài hát sao? Bài đó bài gì? Bài hát gì anh nói đi. Bài gì? Dạ, bài đó là bài Ngưng làm bạn. Ngưng làm bạn. Dạ. Cái bài đó. Cái bài nào mà đâu mà nó thẳng tuột vậy? Ngưng làm bạn. Như vậy là coi như là sau khi nhận được cái bài hát Ngưng làm bạn. Dạ. Là đã ngụ ý là coi như là hai người đã là yêu nhau rồi đó, đúng không? Dạ. Vậy thì dạ. Vô công ty rồi có sợ cái tình yêu của mình bị tụi nhân viên nó phát hiện không? Dạ có, lúc đó em giấu luôn chứ đâu có... Giấu hết công ty luôn? À. Giấu được nhỏ em gái không? Giấu luôn à? Giấu em gái nó không phát hiện luôn? Dạ. Giấu. Có bao giờ mà đang lén hôn vợ hoặc là đang hôn vợ mà có người khác phát hiện không? Dạ có. Ai?
Dạ, một cái bạn ở công ty luôn. Dạ, sáng ra ngủ còn đang xe ke á. Dạ, cứ đi ra cái thấy hai chị em đang ôm nhau. Ôm nhau. Rồi sao? Rồi sao? Dạ, thì lúc đó em cũng rất là ngại. Hai, tại vì thường em đi sớm á. Đang giấu mà, đúng dạ, không? Dạ, đang giấu. Giấu cả công ty mà. Nhưng mà cái mặt của các bạn đó là giống như là dạng rất là bất ngờ luôn á. Bất hồn. Xong rồi tự nhiên ảnh thấy vậy, ảnh đang là xe ke vậy nè, cái ảnh tỉnh lại vậy nè. Mà ảnh đi ra, xong ảnh đi vô một đường luôn, ảnh không có phản ứng gì luôn. Rồi sau đó là banh chành luôn. Dạ. Cả mà, công ty biết luôn. Dạ, dạ, nhưng mà có em ở đó là anh đó, ảnh rất là dạng như nhung mì, anh không nói gì hết á. Khi mà em về á là ảnh mới dạ ghẹo cái anh này thôi. Dạ. Bao lâu thì mới cầu hôn? 4-5 tháng sau. 4-5 tháng sau. Đó, dạ. Cầu hôn. Ủa, anh cầu hôn đặc biệt không em? Dạ, dạ đặc biệt lắm, dắt em lên tới Bitexco lần. Trời ơi, em cũng tưởng tượng nhiều lắm, tặng nhẫn này kia. Chắc mình thấy cái nhẫn nó chắc cũng giá trị lắm. Giám đốc mà, sau này xuống rồi á, chắc anh đưa em lên cao, xong rồi anh dắt em xuống rồi mới nói. Anh nói là cái nhẫn này á, là anh mua giống như ở trên mấy cái trang mạng á chị. Là nó không có bao nhiêu tiền hết á, anh mua tới 5 chiếc. Ờ, mua 5 chiếc cầu hôn một lần 5 chiếc hả? Dạ, anh nói là ai cũng có 1 chiếc hết trơn á. Ủa vậy hả, là ông tặng cho ai mà mỗi người? Thì mẹ nè, dì nè, anh có hai dì nè, là em gái ảnh nữa. Là 4 chiếc? Em dạ, là 5. Em nữa, dạ. Trời ơi, ông mua sỉ thì cho rẻ hay sao vậy? Có hiếu dễ sợ luôn nè, tặng mẹ, tặng dì, tặng em gái rồi tặng vợ. Đó, mà lý do gì sao mà em mua một lần tới 5 chiếc? Phải có 1 chiếc đặc biệt chứ. Tại em cũng lên em lựa em xem thì ban đầu mục đích thì cũng chỉ mua cho vợ em thôi. Nhưng mà tại vì nó cũng người ta xíu một lần á, với thấy cũng đẹp quá. Trời ơi. Xíp cái, xíp cái, xíp lần 5 cái. Dạ. Rồi sau đó bao lâu thì cưới nhau nè? Dạ cũng lâu. Sau đó thì em làm cái đám hỏi trước. Dạ. Đám hỏi xong khoảng gần 2 năm á là em mới đám cưới. Là em mới đám, dạ, mới đám cưới đây được 6 tháng. Vậy đó hả? Dạ. Mới 6 tháng chắc cũng không có thấy tật xấu gì nhiều à. Dạ có chứ. Có trước kìa. Chưa cưới là em đã có tật xấu. Nhưng mà anh thấy anh hiền quá trời đúng không? Dạ anh hiền thì anh xấu cái kiểu hiền á. Dạ. Ví dụ như là ảnh ở dơ nè, rồi ảnh nói chung là ảnh hiền quá rồi ảnh không có biết có biết quan tâm, không biết thể hiện gì với ai đó. Nhiều khi sinh nhật hay là ngày gì ảnh cũng quên luôn. Nhưng mà cái chi tiết ở dơ đó em. Dạ. Tại vì ảnh cái đặc thù cái công việc của ảnh là ảnh thường xuyên tiếp xúc với đất cát, với những con trùng con trùng quế. Dạ, thì dĩ nhiên là chắc chắn là phải có tay chân lấm lem bùn đất rồi. Nhưng mà cái ở dơ đây là sao? Cái mà đang ôm ảnh cái con trùng nó bò từ túi nó bò ra. Cũng ghê. Cũng ghê. Cái ông cưng quá. Dạ không. Nhưng mà cái ở dơ là sao? Ở dơ tức có nghĩa là không phải là bị mấy con trùng đó, mà là ảnh anh không có gọn gàng ngăn nắp á. Ví dụ mà em dọn rồi á là ảnh sẽ lung tung lại xíu. Có thích tắm không? Dạ rất là lười tắm luôn. Mỗi lần mà tắm là giống như là em phải nhắc, xong rồi nói em là gia trưởng. Rất là gia trưởng. Rồi tới em nói Sang. Dạ. Giờ em có tật xấu gì không Sang? Dạ xấu nhất là nóng tính rồi. Nhỏ tuổi đời mới 25 tuổi mà dám nóng dữ với em hả? Dạ. Dễ sợ thì còn sao nữa rồi, nè sao? Thì chuyện gì mà coi như là không đồng ý rồi á là không có tìm hiểu sâu xa cái công việc nó ra làm sao. Mà cứ đùng đùng nóng lên gì á. Có khi nào quát em không? Cũng có. Dạ. Ừ cái gì nữa nè? Hay lo lắng sợ hãi mấy chuyện mà không có. Lo xa đúng không? Dạ đúng dạ. Rồi. Hay tưởng còn tượng lắm, em hay làm cái chuyện gì mà ví dụ tưởng tượng gì? Giống như là sợ em bị bắt cóc vậy á. Trời ơi. Gì đâu hoang tưởng nữa em. Đúng là gia trưởng rồi cô ơi. Dạ không phải vậy nè. Chị Hồng Vân nghĩ là tối bạn của ảnh ở dưới An Giang lên đây. Ví dụ bạn đó cũng có thể đi được, nhưng mà bạn đó xuống thành phố thì bạn đó sắp xếp công việc về lấy đi. Không, 1 giờ đêm mà chị biết ở trên Củ Chi, tụi em ở trên Củ Chi, đường nó rất là vắng. Mà hẹn là 1 giờ đó lấy đồ, và ảnh nhận là ra lấy giùm. Em rất là nóng tính, là giống như chị nói là em sẽ lèm bèm. Em nói tại sao anh không nhờ ta đi, anh đi vậy kia nguy hiểm này nọ. Nhưng mà mình nói mình lèm bèm vậy thôi, chứ mà lúc ảnh đi mình đâu có yên tâm đâu, mình cũng phải thay đồ, mình chạy xuống mình ngồi phía sau xe ổng, lỡ có gì hai đứa bị chung luôn. Chứ đâu có thể bỏ một mình ảnh được. Rồi vậy thì bây giờ thì em mong muốn vợ mình thay đổi điều gì Sang? Dạ em mong em vợ em bớt nóng tính lại, kiên nhẫn chút xíu nữa, rồi gì sống lạc quan hơn, bớt lo lắng lại, lo lắng sợ rồi. Sợ nhiều quá. Dạ. Còn em? Dạ em thì không có mong muốn gì ảnh nhiều hết á, chỉ mong ảnh là giống như là sau này mình cùng nhau cũng như có sức khỏe, không cần có nhiều tiền nhưng mà phải có sức khỏe để làm những cái việc thiện lành. Bây giờ ảnh cứ làm việc rất là nhiều mà làm việc bên giờ giấc luôn. Em chỉ mong ảnh là sắp xếp thời gian nghỉ ngơi. Vợ em nói đúng đó, bây giờ em phải giữ sức khỏe. Dạ. Tại vì còn phải có sức khỏe để có con nè. Dạ. Có con xong rồi còn phải bảo vệ con, bảo vệ vợ nữa. Dạ. Còn á, vợ em lo xa vậy rất hay. Tại vì thường mấy cô bé mà tuổi 25 tuổi đời á, dạ, là ăn chưa no, lo chưa tới.
mà vợ em được có cái tính đó là quá hay. Dạ. Và đặc biệt là nên chia sẻ bớt thời gian để đặc biệt và quan tâm đến người vợ của mình. Dạ. Em ha, chúc hai em luôn luôn hạnh phúc và tươi cười mãi như thế này nha. Chở em vô khách sạn chị. Em cũng đi vô luôn. Ông ấy nói là em yên tâm đi, anh không có làm gì em đâu, anh chỉ ngủ thôi. Nhân viên người ta có đưa cho anh cái miếng gì nữa mà ông nhét vô túi lẹ lắm, em không có thấy. Xong rồi mãi tới cái lần phá chinh em mới biết đó là bà con sói. Và bây giờ mời quý vị khán giả hãy dành một tràng pháo tay thật to để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Rồi, chào hai em. Em xin gửi lời chào đến chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và toàn thể quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, tên là Lê Thanh Tú. Năm nay 32 tuổi và công việc chính của em là hướng dẫn viên du lịch. Còn đây bà xã em. Em xin chào anh chị, em tên là Nguyễn Thị Vân Anh. Hôm nay em 28 tuổi, hiện tại em đang làm là kinh doanh trà sữa. Chắc có lẽ là Vân Anh hồi đó là đăng ký đi du lịch đến gặp anh Tú. Anh Tú làm hướng dẫn viên du lịch, là trên cái chuyến đi đó là anh Tú cua em luôn. Và hai người bắt đầu quen nhau từ thuở ấy. Sao em không nghĩ là bạn này tới uống trà sữa? Đó thì nói chung là mỗi quen nhau, anh và chị Vân mỗi một người đều đón như vậy đó. Không biết là bên nào đón đúng ạ? Dạ thực sự câu chuyện là do là hai vợ chồng cùng học chung với nhau lớp du lịch ạ. Chết quá. Em với chồng em á là học chung lớp du lịch ngành hướng dẫn. Năm nhất á thì em chỉ có để ý chồng em cái là hơi lại với người khác thôi. Là tại vì ảnh là làm lớp trưởng của lớp. Nhưng mà mỗi lần mà thông báo á thì thường ảnh không có đứng ở dưới thông báo mà ảnh thích đứng ở trên bục giảng á. Lúc đó em ấn tượng là người thì ốm mà cái đít thì bự. Đích bự lắm. Cái đít kỳ vậy. Tới lúc mà quay lên bục giảng á thì đó, em thấy cái đít trước. Tại vì em thích mông to. Dạ lúc đó thì mình cũng chỉ để ý mình nhìn vậy thôi. Lúc đi học á thì anh Tú là nổi tiếng nhất trong lớp là chùm kể chuyện mặn, càng bựa càng bậy là ổng càng kể. Đó, cứ chiều mà em đi học á, đi tới gần tới cửa lớp thôi, là lên cầu thang thôi là nhìn thấy trước lớp em mà đông người mà bu vô á, là biết ổng đứng ở giữa, ổng đang kể chuyện bậy. Mà em cũng thích vô nghe ké nữa, đâu có hiểu. Cái ấn tượng đối với vợ em á, là cái tại thời điểm lúc bây giờ, em nghĩ trên đời nếu mà con gái mà trên 18 tuổi á, mà còn ngây thơ như vợ em là thuộc dạng là hàng hiếm mà không có rồi. Có em mới quyết định là phải quen cho cô bé này cho bằng được. Lúc em là bao nhiêu tuổi? Em 22. Lúc đó em 22 thì bạn này là 18. Em 18. Yeah. Lúc đó đó là hay dụ em đi khách sạn. Tại vì hai đứa là có cái sở thích chung là thích coi đá banh. Em thì rất là mê coi đá banh cho nên thường là em hay thức khuya để coi ở trong phòng á. Cái tới năm đó là World Cup 2014, anh mới dụ rủ em đi đi coi, nói là đi coi ở quán cà phê á thì có một nhóm có mấy anh chị nữa. Xong rồi em cũng đi theo, tại vì em ở trọ là 10 giờ rưỡi là đóng cửa rồi. Cái hôm đó là anh mới chở em qua bên đó, thì qua thì em không thấy ai hết trơn. Xong cũng vô ngồi được xíu cũng kêu thôi tụi nó hủy kèo rồi em ơi, thôi mình đi chỗ khác đi. Với lại mai anh cũng đi tu rồi mà giờ coi khuya nữa, mai đi không nổi. Cái ông chở em vô khách sạn chị. Em cũng đi vô luôn. Ông ấy nói là em yên tâm đi, anh không có làm gì em đâu, anh chỉ ngủ thôi. Còn em thì cứ coi đi. Anh lại á, nhân viên người ta có đưa cho anh đồ mút này kia với lại một cái miếng gì nữa mà ông nhét vô túi lẹ lắm, em không có thấy. Xong rồi mãi tới cái lần phá chinh em mới biết đó là bà con sói. Mấy cái đêm định mệnh đó đó. Sợ chị, em sợ có bầu. Sáng dậy khóc quá trời luôn. Cái nói trời giờ em có bầu rồi giờ làm sao. Cái anh mới nói không sao đâu, anh chịu trách nhiệm mà yên tâm đi. Anh làm là anh sẽ cưới em chứ không có để không y vậy. Hơn một năm sau thì em cưới. Sau cái đêm đó thì chính thức là mình cảm thấy là mình có trách nhiệm với cô gái này. Rồi từ cái đêm mà định mệnh á cho đến lúc mà các bạn lấy nhau đó là bao nhiêu năm? Một năm mấy á. Trong khoảng một năm mấy đó là hai bạn có cái chuyện gì nó xảy ra không? Tụi em chia tay á là khoảng tầm quen nhau được một năm á là hai đứa em chia tay. Hôm đó là ảnh mượn cái laptop của em để đi đi tour. Tới lúc ảnh về trả thì vô tình cái Facebook của ảnh còn để trên cái máy, ảnh chưa có thoát ra. Hôm đó em tò mò, em mới vô em coi tin nhắn thì em mới thấy là ảnh nhắn tin với bạn gái cũ á. Bạn ấy hỏi là anh có hạnh phúc không? Ảnh mới nói là anh không có hạnh phúc. Trời ơi, em đọc xong em bị sốc chị. Thì hôm đó ổng không có biết. Ổng qua ổng rước em đi uống nước. Bữa đó là anh thấy thái độ của em hơi khác. Thì anh mới hỏi em là bộ em có chuyện gì mà sao anh thấy em thái độ của em khác lắm. Mới nói là thôi mình chia tay đi. Tại vì bị mất cái lòng tin vô anh tin. Hai đứa mới là chia tay khoảng hơn một tháng á. Thì lúc đó là ở trường á là có đi tour tốt nghiệp đó chị. Vô tình sao bị sách chung xe mà cũng ngồi gần nhau nữa. Xong hôm đó ảnh kêu là
thôi mình gặp nhau mình nói chuyện đi, chia tay vậy. Ảnh còn thắc mắc nó không biết lý do vì sao em đòi chia tay nữa. Cái hôm đó là hai đứa đi ra biển, ngồi dọc bờ biển á, em nói là em đọc được tin nhắn, tự dưng cái chiếc dép của em nó bị sóng đánh á, cái nó bị trôi ra kia. Em đứng lên em đi lụm, cái ổng mới chạy lại, ổng kéo tay em lại, ổng nói: "Ủa anh chưa nói xong mà sao tự nhiên em đi tự tử làm chi?" Này là ảo tưởng nè, ảo tưởng nè, ảo tưởng sức mạnh quá nhiều luôn nè. Sau đó là em nói dép em trôi kìa, cái lại lụm, xong rồi hai đứa dắt tay về. Dạ tại vì bữa đó quê. Dạ xong là quê. Mà em có biết tại sao mà anh giải thích với cô người yêu cũ là anh không hạnh phúc không? Đấy, để ông trả lời đi, em nghĩ sao mà em viết cái đó? Khi mà nhắn tin với bạn gái cũ á, thì người ta nói là tình cũ không rủ không tới mà. Lúc đó thì thực sự là nếu mà nói mà yêu thực sự vợ em thì lúc đó chưa yêu thực sự đâu. Sau cái giai đoạn mà chia tay rồi lúc đó mới yêu thực sự thì cho nên là cái tin nhắn là không hạnh phúc lắm là nó do là cái trong cái môi trường tại thời điểm đó đang lần lửa lúc đó là vẫn chưa xác định được. Dạ đúng rồi. Hai chồng em ở với nhau 4 năm mấy như vậy rồi cộng thêm 3 năm là quen nhau nữa đúng không? Dạ quen nhau là hơn 4 năm. 4 năm nữa là 8 năm mấy rồi và ở với nhau là hiểu quá rồi. Dạ chắc có lẽ là không có tật xấu gì hết đúng không? Nhiều vô kể. Anh có cái tật xấu là không có thích mặc quần xịp, thích thả rong vậy đó. Có một cái đợt lần đó là anh đi làm chương trình biển á, em có may cho anh cái quần tây thì cũng may là chỉ là mình đạp hai đường đi. Hôm đó đó ổng hoạt động dữ quá chị, nó bung thiệt một cái tẹt gạch từ trên xuống dưới rồi sao nhảy xuống hồ bơi liền. Lúc đó là phải nhờ bạn anh bạn á mang một cái quần đùi khác để cho thay. Rách xong em biết và bạn em đứng kế bên biết mới lấy một cái áo che lại thôi, tức là ra phía sau á. Theo em á là cái đó là tật xấu hay là không xấu? Khuyến cáo đó là một ngày là cũng phải nên thả rong để cho nó thở. Đó nghe. Còn đi làm á nó vừa mất thẩm mỹ mà nó vừa nguy hiểm, nếu mà đi ra đường thì chúng ta nên mặc đó. Nên mặc như vậy để an toàn rồi. Như vậy là xếp vô tật xấu đúng không? Có thể gọi là tật xấu nghe. Okay. Rồi. Rồi tật xấu thứ hai. Anh mà cứ bị đau á là anh buồn ngủ. Mà mấy lần cứ kéo phạt ma ti mà bị dính á là cũng ngủ. Là ngủ luôn. Nhắc ngang bực bội ngủ mẹ. Dễ thương quá vậy. Đi nguyên miếng da luôn. Tự nhiên giờ cái tật xấu này thành nó cưng cưng á. Cưng nó kỳ kỳ á. Rồi còn cái tật xấu gì nữa không? Thôi tới Tú đi, tới Tú được rồi. Vợ em á thì cực kỳ là lề mề. Như bữa đó đi ăn sinh nhật thì em nhắn tin rồi 6:30 thì là 6:15 có mặt. Thì hên sao tại lúc đó con bé bạn cùng phòng nó đi vô nó dung em lên kêu Vân Anh với Dùm Anh đi, tại lúc đó là điện thoại không biết là sao gọi không được. Thì Dung lên thì thấy đang nằm ngủ, thấy ngồi dậy rồi cũng gãi đầu này kia ngon lành lắm. Xong rồi bà đi ra ngoài ban công bà giặt xong ngâm đồ xả đồ xong phơi đồ 45 phút sau vô thấy còn ngủ. Ngủ ngày ngủ ngải đó. Lúc đó em có dậy rồi nhưng mà em tưởng đâu là em mớ nên em nằm em ngủ tiếp. Nó gọi là ngủ ngải. Ngủ mà tưởng mớ nữa luôn. Nặng lắm rồi đó nha. Hay hai vợ chồng này thần kinh là có một cái gì đó rất cộng hưởng nha. Đau ngủ. Người ta đau người ta ngủ không được. Đau là ngủ luôn. Đó, còn đây là ngủ ngải. Mà nói dòng nữa. Muốn nói cái tô cái gì ở trên bàn gì là nói hết nguyên quốc gia luôn, bắt đầu mới tới cái tô cái gì đó. Là nửa tiếng hồ mới biết là bà muốn nói cái gì đó. Em đang nói chuyện á, cái xong rồi ảnh nói chung vô cái em nhớ tới cái chuyện khác cái em nói luôn. Vậy là bị bệnh mất tập trung. Không thiệt, cái đó có bệnh mà. Dạ. Bị mất tập trung đó em. Rồi bây giờ mong muốn Vân Anh thay đổi điều gì Tú? Bớt lề mề. Nói được. Chuyện thẳng vào vấn đề. Không, cái vụ mất tập trung đó là phải trị nha. Ở bên Mỹ là nó có xếp cái triệu chứng đó vào bệnh đàng hoàng và mỗi ngày phải uống một viên thuốc. Nó không tập trung á, tại vì nó đang về cái nó suy nghĩ ra được một cái điều khác là nó bỏ liền, nó làm cái điều khác nữa. Em hay bị vậy đó, là cái bệnh mất tập trung. Chung là bớt cái lề mề với lại là tập cái phản xạ tỉnh ngủ bất chấp luôn, là phải tỉnh. Giờ Vân Anh, em muốn Tú thay đổi điều gì? Em muốn ảnh là bớt nói nhiều, bớt nhảm tí, bớt cẩu thả. Ảnh rất là cẩu thả, làm gì cũng phải làm thiệt nhanh, nhưng mà nhanh thì ẩu. Nói chung là bớt cẩu thả là cái đó là cái quan trọng nhất. Rồi á, nó nhảm là gì nè, nó nhảm, nó lầy, nó tục. Thì ví dụ như có con á thì nhiều khi nó nghe, nó bắt chước. Dạ. Yeah. Còn cái chuyện nói nhiều á, bệnh nghề nghiệp á em, người ta tourist guide mà người ta không cho người ta nói là chết á. Dạ. Yeah. Đó thì hai cái em cần phải gọi là khắc phục á. Một người luyện còn một người bên kia thay đổi bớt lại xíu. Rồi xin cảm ơn hai em đã đến đây đến với chương trình Vợ Chồng Son nha. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau. Rồi xin chào anh chị. Cảm ơn. Anh phải nên trân trọng những gì anh đang có. Những cái gì mà đã quá khứ rồi thì anh nên quên đi. Mà hôm ngày mai lại là sinh nhật của anh này. Thì thôi thì bây giờ cũng sinh nhật anh rồi. Mình cũng không muốn là hai đứa lại xích mích. Thì sau đó thì em cũng làm lành với chồng em.
Và bây giờ xin mời quý vị, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay tiếp nữa để cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng thứ hai. Xin chào hai bạn, mời hai bạn giới thiệu cho mình. Em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Lại Thị Bích Phượng. Em năm nay 28 tuổi, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Biên Hòa. Công việc của em là giáo viên mầm non ạ. Mời em chào hai anh chị, anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân cùng quý khán giả đang xem đài. Em tên là Nguyễn Thế Hải. Em năm nay 31 tuổi. Em sinh sống thì là ở Đồng Nai, Biên Hòa Đồng Nai. Nhưng mà em thì công tác thì ở quận 12. Như vậy là chắc có lẽ là hai bạn là trước đây là tại vì cùng ở một cái nơi cho nên là quen nhau đúng không? Chắc có lẽ là tình làng nghỉ sớm hay là đi học và quen nhau? Cũng không luôn anh, nó hơi kiểu như mình gọi bây giờ là định mệnh gì đó. Hôm đó là bọn em quen nhau là ở Vũng Tàu. Thì em là đi đám cưới của bạn bố mẹ. Bạn ngồi đám cưới, bạn ngồi bố mẹ thì bạn bố mẹ lớn rồi, giờ biết làm gì, vào chán quá, lướt Zalo đi. Thế thì cũng nói chung là không biết sao mà ẹp mấy cô này. Thế xong thì đến tối mới về mới thấy là ủa, hình như cô này cô cũng đi về mà trời cũng mưa to giống mình. Mình mới lên, mình mới comment là ông Quang đi cũng đường đó cũng mưa vậy đó. Thế cũng cô cũng nói dạ. Thế là hai đứa mới nói chuyện với nhau. Hỏi ra thì em Biên Hòa, cô này thì lại Thủ Đức mà lại xuống Vũng Tàu, mới lại kết bạn với nhau. Lúc mà anh kết bạn á thì em chưa có đồng ý đâu. Em vào xem cái hình ảnh của anh đăng lên á, coi anh này như thế nào. Em vào em xem, ủa sao anh này già quá vậy? Thôi không có đồng ý đâu. Không, một lúc sau mình thấy anh này comment vào cái bài viết của em đăng lên á, thì em đồng ý. Em thấy anh này cũng nói chuyện cũng vui. Hôm đó là chồng em hẹn gặp ở Thủ Đức, hẹn đi cà phê. 6 giờ anh lên đón em, mà 6 giờ qua rồi, mình thấy không có thấy gọi gì hết. Mà em ở nhà thì em đợi điện thoại. Mình trang điểm, mình thay đồ đẹp, mình đợi anh này rồi. Cũng không dám ăn tối luôn. Mà gọi thì không thấy anh này trả lời. Offline luôn, không có online. Sao kỳ vậy? Sao kỳ vậy em? Tức là như vậy, em đi làm về xong, mình cũng thay đồ xong. Tính em là em sẽ là muốn mình là gọi điện cho người bạn gái trước, để mà mình biết số điện thoại của người ta, rồi người ta cũng dễ liên lạc với mình. Mình đi đường gọi, alo, sao tự dưng lại nghe giọng đàn ông? Bảo chết rồi, hay là chơi mình rồi. Gọi hai lần, không được. Bảo cay rồi nha, cái này không chơi nữa. Em này em là nhắn tin là sao anh không đến đón em này đó. Có biết đâu, thấy gọi không được. Thế là mở ra, em đưa sai số điện thoại rồi, kêu một số. Trời, đấy là em đưa lộn hả? Dạ, hôm đó thì hẹn lại gặp vào một hôm khác. Hôm khác. Dạ, cái lần thứ hai thành công không? Dạ, rất là thành công luôn chị. Lúc đó thì hai vợ chồng hẹn nhau ở Vincom, Thủ Đức á. Thì em thấy anh này đi làm về mặc bộ đồ sơ mi rất là lịch thiệp, rất là đẹp. Em rất là thích kiểu đó. Mà em á thì mặc quần ngắn như thế này, áo kiểu như là xì tinh á. Em thấy kiểu này không biết ông này ông có chê mình không. Mình con nít quá mà anh này chững chạc quá. Nhưng mà em thích đúng không? Gặp dạ đúng rồi. Cái ấn tượng đầu tiên nhìn là thấy thích đó. Dạ. Thì hai đứa lúc mà ngồi chuyện á thì rất là hợp nhau. Tức là cũng nói là em muốn chưa đi chơi chỗ này chỗ kia. Rồi nói đến chuyện đi chơi Đà Lạt. Nói ok. Thế thì anh cũng lâu quá không đi rồi, anh chưa đi từ 2009. Hồi đó gặp là 2017. Nói ok, nếu mà được thì mình rủ nhóm đi chơi chung em. Mà được cái là hôm đó làm sao trời cũng mưa. Hai đứa cũng mưa giống như là ông trời bắt chỗ vậy. Thế là em chở xong rồi nói chuyện xong bay về lại Vincom Thủ Đức. Mình đang đứng này thấy chạy véo, tại vì tự dưng dốc Vincom cái véo về luôn. Chưa trả lời, chưa biết goodbye gì cả mà. Thế kiểu này là chắc là ông trời bắt mình phải gặp nữa. Rồi sau đó là hai vợ chồng có đi đâu xa nữa không? Lần sau á thì em với chồng em đi chơi ở Biên Hòa. Nhưng mà đi chơi sao quên đường về hay sao á, 11 giờ chồng em chở em về nhà. Chồng em thấy em mở cửa cổng đi vào rồi mới quay ngược về Biên Hòa về nhà mình. Em thì vào nhà nhưng mà vào gõ cửa nhà thì không ai mở cửa hết. Chồng em về nhà thì hỏi em vào chưa ngủ, em vào nhà đã ngủ chưa, thì em mới nói là em đang ở ngoài đây này. Xong chồng em mới ngược lại từ Biên Hòa lên đón em. Kêu là thôi hai vợ chồng hai đứa mình đi Vũng Tàu chơi đi. Đó là 12 giờ đêm. Dạ. Hai đứa đi luôn. Trời thì nó tầm khoảng tháng 10 bắt đầu nó đang lạnh miền Nam mình nè. Vợ em thì em đưa cho cái áo khoác rồi cứ thế đi. Mà đồ thì cũng mặc đồ ngắn vậy nè. Cứ thế phóng xe đi. Lên đó xong bắt đầu tìm khách sạn vào, hai đứa thuê vào nghỉ. Cũng liều là cũng đánh đi chơi được hai đêm. Cũng có một bộ đồ thôi. Một bộ đồ, hai đứa một bộ đồ. Dạ. Như vậy là tụi em rất là hợp nhau đúng không? Dạ. Thì trong cái thời gian mà tụi em yêu nhau như vậy á, thì nó có những cái sự cố, những cái trục trặc gì không? Có bao giờ mà đòi chia tay nhau hay là như nào? Có, đợt đó thì em ghen. Hai vợ chồng em đi Đà Lạt quen nhau như thế nào á, anh đều kể với một
chị bạn. Mà em hỏi ra thì anh này cứ nói là bạn thôi mà, không có gì hết trơn á, em ghen rồi đó. Xong mình thấy anh này nói chắc cũng đúng. Xong rồi mình lại không có gì hết, mình không có ghen, mình bình thường. Xong rồi tình cờ bữa sau em lục điện thoại anh này ra coi thì thấy cũng nhắn tin kiểu quan tâm lắm. Mình mới hỏi ra, anh này mới nói là cô này là người yêu cũ. Xong rồi em mới giận, ủa người yêu cũ sao anh được lại nói kể hết, kể hết chuyện của mình. Tại sao vậy em? Dạ tại vì thật ra đối với em, cô bạn lúc đó chỉ là một người để mình chia sẻ thôi. Có những cái mà mình muốn nói để mà mình hiểu thêm là bạn gái mình lúc đó là như thế nào. Sau khi mà em đọc được cái tin nhắn đó thì em thể hiện như thế nào? Dạ lúc đó em rất là buồn. Em cũng có nói với chồng em á, là anh phải nên trân trọng những gì anh đang có. Những cái gì mà đã quá khứ rồi thì anh nên quên đi. Mà hôm ngày mai lại là sinh nhật của anh này. Thì em giận xong rồi em về nhà em suy nghĩ á, thì thôi thì bây giờ cũng sinh nhật anh rồi, mình cũng không muốn là hai đứa lại xích mích. Thì sau đó thì em cũng làm lành với chồng em. Chứng tỏ là em rất là yêu ảnh. Dạ đúng rồi. Sau đó là bao nhiêu lâu tụi em lấy nhau? Sau đó thì năm đó là 2017, thì đến tận tháng 7 2018 thì em mới đám cưới. Trước khi cưới á, trong cuộc sống nó có cái sự cố gì không? Em bị sốt xuất huyết. Mà lúc này sốt xuất huyết thì bố em không biết thế nào mà đi lên Sài Gòn này ở nhà chị bị chuột cắn. Cắn một phát ngay tay luôn, chảy máu luôn. Thế là phải đi chích ngừa. Bố mới sợ quá, bây giờ bố bị như vậy mà bây giờ em đó, thế là không có dám chăm. Mới gọi vợ em về chăm. Chăm em ngày thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm bắt đầu nó phát ra. Em bắt đầu mệt, không ăn uống được gì cả. Dạ. Thế thì đến hồi gian em khỏe rồi, em nằm bệnh viện sắp ra rồi thì vợ em dính. Thế là đợt đó vợ em mà sốt mà tới 41 độ. Không ai bị sốt huyết luôn không? Dạ, lúc đó là em bị nhiễm trùng máu. Dạ, em bị nặng hơn chồng. Mà cái lúc bị vậy á, em cứ nghĩ là em không có qua khỏi rồi. Em cứ nói với chồng em là anh ơi, chắc là em không có qua khỏi rồi, chắc là em chết rồi anh ơi. Lúc đó kiểu như mê sảng á. Lúc đó em không có suy nghĩ được cái gì hết. Thì anh này mới thấy vậy sợ, mới gọi mẹ em lên chăm. Thì lúc đó là em phải ở lại một tuần để mà tiêm vaccine á. Trong một tuần. Mà đặc biệt là cái biến cố đó xong cái là ba em nói là thôi, bây giờ Phượng ở Sài Gòn thì có mình à. Sau khi bệnh em cũng tội, thôi ở đây luôn đi, cuối cùng ở đến giờ luôn. Ở tới giờ luôn. Dạ, đi đám cưới luôn. Bây giờ các bạn qua cưới tới nhau. Qua tới phần giặt mặt đi. Các bạn cưới nhau là mới có mấy tháng rồi đúng không? Dạ. Dạ. Có tin vui gì chưa? Dạ, hiện tại là chưa ạ. Chưa đúng không? Dạ, có muốn có không? Dạ, em chứ rất là giờ muốn. Chút nữa đi anh chút nghe. Đúng rồi. Còn bây giờ đó, anh hỏi nè, sau khi lấy nhau về mấy tháng trời ở chung với nhau, có nghĩa còn đồng chồng như vậy. Tức là có còn đồng điệu đó, hay là bây giờ bắt đầu lòi cái tật xấu ra? Chồng em thì có tật xấu là em không thể ngờ tới luôn. Tết xong thì chồng mới vào công ty, tự nhiên sáng đó chồng mới chụp hình lại cái hình gì mà xíu xíu mà đen thui à. Em mới nhìn, ủa cái gì vậy anh? Anh mới kêu là anh ngoái mũi á. Trời ơi. Anh vo lại anh để trong trên cái phong bì á. Trời ơi, sao em có sở thích biến thái vậy em? Xong rồi ngày mai lại anh cũng chụp hình gửi cũng cái miếng cất mũi đó luôn mà to hơn. Em có ý đồ gì vậy? Em tính là để một tuần xem sẽ tặng cho vợ cái nữa. Tức là cứ mỗi ngày em vào em nhỏ miếng nước vào cho mềm mềm ra em lại vo lại tiếp, cứ để một tuần. Coi nó được bươn lớn đó phải không? Dạ, dạ. Đó, rồi cứ, tiếp nữa. Cứ mỗi lần ngoáy mũi xong là bôi lên người em á. Ngoài đồng điệu tới mức là vợ cũng chét lại chồng nữa. Ồ vậy đó hả? Cho đều đi qua đi. Vậy là quề đó, hai đứa đều bỏ tiền cái tật xấu này đi. Tiếp tục. À, chồng em thì ngủ rất là dễ ngủ. Nhiều lúc hai vợ chồng đang nằm nói chuyện một xíu, quay qua thấy anh này ngáy rồi, mình mới là ủa sao anh ngủ rồi hả? Không, anh đâu có ngủ đâu, anh vẫn nghe em nói chuyện mà. Mà trong lúc là em nghe anh này ngáy to rồi. Ngáy thức á, gọi là giống như là nó phản xạ đó. Ra cái ngủ mà ngáy nhanh đó, đâu phải tật xấu. Dạ. Tiếp tục. À, một lần ăn á thì giống như là gấp thức ăn bỏ trên miệng rồi, thức ăn lại rơi xuống bàn rất là vụng về. Vương vãi. Dạ đúng về. Rồi. À, như người ta là người ta không có ăn đâu, người ta lấy để bỏ đi. Anh này thì lấy tay bỏ lên miệng tiếp ăn tiếp. Dạ. Giờ tới chồng đi, bị tố quá. Dạ. Mà chồng nói vợ thì xấu có gì? Cái nãy em tố liền luôn, tức là cũng chét lại. Chét lại. Rồi cái đó què rồi. Cái thứ hai nữa là em nói tức là vợ em có cái điểm là ngủ á là hay há miệng. Ngã miệng xong rồi còn chạy giải nữa. Em mới nói chứ lần sau mà còn ngủ mà chạy giải nữa là tôi móc tôi nhét vô mụn. Rồi sao em có hay dính phải những cái tật giống như là mấy người phụ nữ khác là mua sắm này nọ đồ tiêu xài hoang phí không? Và em thì không có tiêu xài hoang phí, nói chung là tiết kiệm lắm, nhưng mà có một cái tính là thích quần áo này nọ. Mỗi lần mà đi đâu chơi, anh ơi em không có gì để mặc cả. Em mở ra cả tủ đây nè, em nhìn xong nguyên cái tủ này có một cái chút xíu cho anh à, còn ba cái gì của em đó. Rồi bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Dạ em thì em mong muốn vợ là mình cũng ăn uống nhiều hơn,
Tại vì bây giờ hai đứa nhìn nó hơi không cân xứng một tí. Vợ em có yếu không? Dạ không yếu, nhưng mà người bé quá, em thấy đi nó hơi nó chọi quá. Vậy hả? Tại vì nếu như không yếu thì không sao. Em đừng có lo. Xanh xong rồi đây, em nhìn chị đây. Tự động lúc đó muốn dạ. ốm không ốm. Dạ em nhớ chị hình chị đóng rất là rất là đẹp. Chị ốm lắm luôn dạ. đó em. Nhưng mà khi người phụ nữ bắt đầu người ta sanh con rồi thì bắt đầu người ta sẽ thay đổi, nó sẽ cân xứng với em theo thời gian, em yên tâm. Nhưng mà nói gì thì nói cũng phải ăn uống tẩm bổ vô dạ. mới có dạ. sức khỏe đó, miễn phải là chuẩn bị đón coi như là đón đó. Thành viên với là có đủ sức khỏe thì mới có thể mang bầu chứ, đúng không? Dạ. Còn em thì mong muốn ông xã thay đổi điều gì? Em muốn là chồng em cũng giảm bớt cái tính mà thích ăn lại đi. Vì nhiều lúc đi làm về thấy thức ăn mà có gì trên bàn là chưa có rửa tay gì đâu và bỏ trên miệng liền. Thì làm sao mà giảm cân được? Nhỏ không, nghĩa là rất muốn ăn nhưng mà ổng dành ăn hết rồi. Thôi anh chúc cho hai vợ chồng em ha, lúc nào cũng luôn luôn thấu hiểu nhau ha, yêu thương nhau. Rồi chúc cho hai em nha, trong năm nay ha, vài tháng nữa sẽ đón tin vui. Và qua năm sau 2021 sẽ chào đón một thiên thần tuyệt vời đến với gia đình của hai bên. Dạ em cảm ơn anh chị. Rồi, cảm ơn tụi em nhiều nghe.